Rất cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem tiếp phần 2 của chương trình Talk Show sinh hoạt cộng đồng của đài truyền hình VSTAR TV với giáo sư Nguyễn Văn Sâm, giáo sư Nguyễn Trung Quân và chúng tôi là Trần Vân Chi. Chúng tôi đang gửi đến khán giả một câu chuyện xung quanh cái sự kiện gì và không tổ chức một cái buổi nói chuyện về giới thiệu một số những công trình văn hóa tân học của nhà trường Vĩnh Ký. Chúng tôi đang nói cái phần đầu về cuộc đời và một số tác phẩm. Bây giờ trong cái phần 2 này đó, trước khi bắt đầu mình vô đó thì xin anh Nguyễn Trung Quân có thể cho biết cái bữa sinh hoạt nó diễn ra vào lúc nào và mấy giờ? Tôi nghe biết là Viện Việt Học sẽ tổ chức cái buổi sinh hoạt về cụ Trương Vĩnh Ký đó vào ngày Chủ nhật 27 Tây sắp tới đây. Chủ nhật này. Và bắt đầu từ 2 giờ tới 5 giờ. Tới 5 giờ chiều. Vâng, cảm ơn khán thính giả. Tôi nhắc lại là chủ nhật này thì từ 2 giờ tới 5 giờ có những diễn giả là giáo sư Nguyễn Nhân Sâm, giáo sư Nguyễn Trung Quân, cô Liên Hương và chúng tôi. Đây cũng là một sinh hoạt rất có ý nghĩa. Có lẽ là chúng ta trừ những học sinh bên xuất ký, tất cả mọi người khác đều có thể tới để mà có thể là hiểu biết được. Trở lại cái vấn đề cụ Trương Vĩnh Ký thì cụ có hai cái sinh hoạt trong cuộc đời của cụ về chính trị và về vấn đề nghệ thuật văn học. Thì bây giờ người miền Nam là bất cứ ở người miền Nam thì đều nhìn một cái nhìn rất là nhân hậu, nghĩa là chúng ta không sổ tẹt hay là nhìn vấn đề hẹp hòi, trong khi người cộng sản miền Bắc là nhìn vấn đề rất là hẹp hòi và sổ tẹt tất cả những cái giá trị của cụ, mặc dù bây giờ họ có nghĩ lại. Thì cái đó có phải xuất phát từ cái nền giáo dục của hai miền khác nhau mà người ta suy nghĩ vậy không, thưa anh Nguyễn Trung Quân? Tôi nghĩ cái đó là cái quan niệm của những chế độ chính trị khác nhau. Chính trị. Đúng hơn là giáo dục. Cái chế độ chính trị của miền Bắc, nói rõ hơn là cái chế độ cộng sản đó, thì họ không muốn cái gì khác với họ hết. Thành ra những cái gì mà có vẻ chống đối họ, hay dầu không chống đối mà đi tới cái tính cách nhân bản, hay là có tính cách dân tộc, mở rộng một chút, khai phóng ra nhìn bên ngoài một chút, thì họ đều coi như không có phù hợp với cái chế độ độc tôn của cộng sản, cho nên họ đều tiêu diệt cả. Thành ra người miền Nam rất là lạ, là hai danh nhân được kính trọng của miền Nam là cụ Phan Thanh Giản và cụ Trương Vĩnh Ký đều bị họ coi như là những người không có tốt, và họ hạ bệ, dùng cái chữ là có khi làm nhục nữa. Thì trở lại cái vấn đề của Trương Vĩnh Ký đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng rằng trong cái hoàn cảnh xã hội như vậy, của Trương Vĩnh Ký là một người sinh ra trong cái trong năm đó là vua Minh Mạng. Đáng lẽ ra thì ông học theo cái đường lối nho học, nhưng mà nhờ cái cơ duyên là cha mất sớm và một vị cố đạo đến gặp ông, và vị cố đạo đó đã được cha ông giúp đỡ, cho nên muốn giúp ông, cho nên ông đi được học ở trường Bên Đăng và trở thành một cái học viện rất lớn của Thiên Chúa giáo. Và một cái điều quan trọng khác mà chúng ta phải thấy đó là người Thiên Chúa giáo, nhưng mà ông Trương Vĩnh Ký rất công bằng trong sự việc nhận định về cái đường hướng quốc gia và chính sách quốc gia. Có những nhà phê bình văn học cho cuộc Trương Vĩnh Ký, giáo sư Phạm Thế Ngũ coi rằng ông là một cái người thành khẩn nhận định về văn hóa giáo dục một cách hết sức là dân tộc, chứ không có quá khích như cái học mà có những người ở trong các tôn giáo đều bị mắc kẹt. Cụ Trương Vĩnh Ký không bị cái đó. Và chính như tôi nói khi nãy đó, cụ đáng lẽ là cụ nương vào cái chuyện mà người Pháp trọng vọng như vậy, cụ sẽ được giàu sang, cụ được chức vụ cao, nhưng mà đến cuối đời, như giáo sư Nguyễn Sâm nói là cụ vẫn sống bình thường. Có thể đối với những cái giai cấp mà cao quý lúc đó đó, người ta còn có thể dùng chữ nghèo đối với cụ nữa. Nhưng mà cụ vẫn sống bình thường như vậy. Và nói đáng lẽ ra trong thời buổi đó, với cái óc thông minh đó, nếu trở thành nhà nho đó, thì cụ sẽ là một cái nhà nho rất là lỗi lạc, và cũng là một trong những vị chắc là không kém cụ Phan Thanh Giản đâu. Trở lại có học Tây học, cụ là một trong những người dùng quốc ngữ, văn quốc ngữ trước hết, trước hơn tất cả những nhà văn sau này như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố hay là cụ Trần Trọng Kim. Thì cụ Petrusky là người đầu tiên, cụ coi cái tờ Gia Định Báo là cái tờ công báo đầu tiên của người Pháp ở miền Nam Việt Nam, và cụ viết những cái tác phẩm
phân định những cái tác phẩm như Truyện Kiều đó trước hơn hết tất cả những người dùng quốc ngữ sau này. Và với cái vị trí đó và cái sự trọng vọng được coi như là một trong hoàng cầu thập bát quân tử đó, cụ Petrushki có thể nương vào đó để mà vinh thân, để làm cho gia đình mạnh, nhưng mà cụ không làm cái đó. Tới cuối cùng cụ vẫn sống trong cái bình thường của một người dân miền Nam bình thường, một trí thức bình thường của đất nước. Bây giờ mình xem theo anh, mình trở lại cái thực tiễn của miền Nam Việt Nam là trong cái bối cảnh cụ Chu Vĩnh Ký và mãi tới năm 75. Mình thấy miền Nam Việt Nam lúc đó giáo sư Sâm dạy Đại học Văn Khoa, thì là mình hiểu được cái vấn đề rất là tự do trong cái vấn đề là thuật ngữ dạy học tất cả mọi chuyện. Thì mình hiểu là ở trong Nam nó có những cái chuyện lạ. Chúng ta thấy là ví dụ như bên cạnh cụ Tôn Thọ Tường, cái đường thì nó có vẫn có cái đường Phan Văn Trị. Cái điều đó là mình thấy rất là nó lạ, tức là cái nhìn nó không giống như cái nhìn ở miền Bắc. Chúng ta còn có cái nhìn có đường của Tổng đốc Phương, chúng ta còn có cái đường Nguyễn Sĩ, dĩ nhiên là Trương Vĩnh Ký thì chúng ta có rồi, Phan Thanh Giản, rồi chúng ta lại có Nguyễn Huệ và cũng có Gia Long. Tất cả những câu chuyện như vậy thì chứng tỏ rằng cái người dân miền Nam Việt Nam suốt từ thời quốc gia ông Bảo Đại cho tới năm 75 thì chúng ta nhìn cái vấn đề nó rất là thoáng và công tội rất rõ ràng. Thành ra như vậy thì đối với một người nghiên cứu văn học ở miền Nam, thưa anh Sâm, anh nhìn vấn đề nó như thế nào, người miền Nam như thế nào đối với như giáo sư Chi nói đó, là cái nhìn của người miền Nam phóng khoáng lắm. Và với lại mấy năm dạy ở đại học thì tôi có một cái nhận định rằng là giáo sư muốn dạy cái gì thì dạy. Và chúng ta giáo sư chúng ta có thể dạy về những nhà văn đã sống ở miền Bắc. Như là những cái bài như là Tây Tiến rồi vậy nha, vẫn được dạy. Thì đó là một cái quan niệm mà chúng tôi có thể nói là tự do và nhân bản. Nhưng mà lúc đó thì người ta rất là xì xèo về cái chuyện giống như anh dạy một cái luận văn, cái cua về vấn đề là văn chương thời miền Nam kháng chiến, ngán chiến hay là theo chống chống người Pháp, nhưng mà không có nghĩa là cộng sản. Bởi vì cái thời đó đó thì những cái người mà yêu nước đều chống Pháp hết, đều chống Nhật hết, nhưng mà không có nghĩa là cộng sản. Những cái nền văn chương mà tôi đã dạy ở rất nhiều đại học đó là nền văn chương kháng chiến Nam Bộ thì đã bị người cộng sản sổ toẹt đi rồi. Bởi vì đó nền văn chương đó không được chỉ đạo bởi người cộng sản. Và cái đó là cái đặc biệt khác của miền Nam và cái cuộc cộng sản miền Bắc. Trở lại cụ Chu Vĩnh Ký thì có đây là Chu Vĩnh Ký thì tôi xin nói để một chút quên, xin lỗi anh Chi. Chúng ta đưa ra một cái luận cứ mà rất là rõ ràng, là cụ thể, là để nói về Chu Vĩnh Ký, đó là trong cái cuốn Miscellany năm 1889 thì cụ Chu Vĩnh Ký có đăng một bài về Nằm Giỏ. Trong đó có những câu như thế này, chúng ta đọc để thấy. Từ ngày có giặc lan xa, muôn dân thiên hạ nhà nhà đảo điên. Dân tình ai nấy ưu phiền, siêu cao thế nặng quan truyền vô đây. Giặc lan xa, cái là giặc Tây. Vâng, từ ngày có giặc lan xa thì nhân dân đau phiền. Thì ngài thì và hỏi tội Đông Tây, tôi thì ra giỏ, rơi dây hẳn hòi. Ra giỏ tức là đi canh á. Thì chúng tôi chỉ cần chú ý đến từ ngày có giặc lan xa, muôn dân thiên hạ nhà nào đảo điên. Khi mà dám đăng những cái câu đó như vậy thì chúng ta thấy ông ta phải là cái người theo Tây không? Ông ta là có một người rất là can đảm. Và tôi có thể chứng minh được rất là nhiều, chẳng hạn như Cổ Gia Định, Phong Cảnh Vịnh, thì chúng ta cũng thấy ra những cái điều ông ta đưa ra là từ ngày Tây nó tới thì đảo điên hết. Nhà cửa tan nát, chùa chiền không sập đổ, thì cái đó là một cái những cái điều là chống Tây rõ ràng. Và cảm ơn anh Nguyễn Văn Sâm. Chúng ta quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Sinh Hoạt Cộng Đồng của đài truyền hình VSTAR TV phát sóng trên 57.11 Galaxy 19. Chương trình này có thể xem được trên toàn nước Mỹ và Canada. Chúng tôi đang gửi khán giả một câu chuyện xung quanh một cái event sắp xảy ra ở tại viện dược học, đó là vào ngày
27. Chủ nhật này phải không? Dạ, 27, dạ. Chủ nhật 27 này. Tháng dạ. này từ 2 giờ dạ, tới 5 giờ. Tôi cũng muốn góp ý thêm đó là tôi rất phục giáo sư Nguyễn Văn Sâm khi ông dạy văn khoa đó, và ông viết cái cuốn Văn chương kháng chiến đó. Thì cái đó là cái cách của người miền Nam làm. Và tôi phải dùng cái chữ bao dung để nói về cái tâm tình của tất cả trí thức miền Nam, kể cả hình ảnh của cụ Phan Thanh Giản hay là nhà văn Trương Vĩnh Ký. Ông rất là rộng rãi và nói thẳng cái ý của mình, như là giáo sư Nguyễn Văn Sâm vừa nói, ông làm việc cho Pháp nhưng mà ông chống những cái điều mà Pháp áp bức người Việt Nam. Đó là cái cách mà hầu hết những trí thức, những học giả miền Nam làm như vậy. Rất tiếc là chúng tôi không còn thời giờ, chúng tôi xin lỗi và một lần nữa trân trọng kính mời quý khán thính giả đài truyền hình và mời nhiều người quen biết của mình để tới tham dự một cái buổi sinh hoạt rất là có ý nghĩa về nói về cụ Trương Vĩnh Ký, sẽ diễn ra tại Viện Việt Học, quý vị biết rồi, ở đường Brockhurst phải không? Thì dạ. Nó nằm ở trên lầu gần ở Seafood World. Có địa chỉ. Thì có lẽ là quý vị đến đó từ 2 giờ tới 5 giờ ngày Chủ nhật này. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời và mời anh Sâm Dịch Quân có lời chào quý khán thính giả. Dạ, xin chào, cảm ơn quý vị khán giả. Và chúng tôi hy vọng rằng là Viện Việt Học trong tương lai sẽ tổ chức những cái buổi nói chuyện như vậy về những cái tác giả khác, hay là những cái nhà văn hóa, những cái nhà chính trị khác mà có những cái vấn đề chúng ta cần nên biết. Xin chào quý vị khán thính giả của Đài VSTAR. Và chúng tôi muốn nói thêm là trong ngày đó chúng tôi sẽ có thể giới thiệu những cái tác phẩm của cụ Trương Vĩnh Ký do giáo sư Nguyễn Văn Sâm sưu tập và chú giải. Đây là những cái tác phẩm mà có lẽ giáo sư Sâm cho là thú vị nhất, có lẽ là quý vị khán giả cũng xem đó là thú vị nhất. Ông có 110+ tác phẩm lượng ông Trương Vĩnh Ký, nhưng mà có lẽ là giáo sư Sâm chuyển là một số tác phẩm mà rất là thú vị, quý vị khán giả đừng bỏ lỡ cơ hội. Lần nữa chúng tôi kính chào và hẹn tái ngộ trong chương trình khác.